mọi người, đây là mẹ của Phượng, là người đã sinh thành ra Phượng và cũng là người mà đã cùng Phượng trải qua những cái ngày tháng đồng hành cùng Daisuti, là vị khách hàng đầu tiên mở hàng cho Daisuti của Phượng luôn trong những cái tháng ngày mà Phượng đầu tiên bán lẻ. Và bây giờ cũng là một cái thói quen rất là quen thuộc của hai mẹ con vào buổi sáng rồi. Bình thường thì mỗi người ở một nơi, người Hà Nội, người Nam Định và đều sử dụng cái sản phẩm Daisuti này mỗi ngày 2 viên vào buổi sáng. Là hôm nay thì Phượng và mẹ Phượng sẽ được sử dụng cùng với nhau gần 1 năm rồi đấy mọi người ạ, gần 1 năm rồi không có gặp mẹ đó. Đó, và mọi người nhìn thấy không? Da của mẹ Phượng và da của Phượng thì cái độ trắng nó ngang nhau luôn. Mặc dù rằng là hai người, một người một U30, một người U50, nhưng cái điều đấy không có liên quan đến cái việc đó là mình sẽ da của mình như thế nào, nó chỉ quan trọng là chúng ta chăm sóc nó như thế nào thôi. Đây, và đây chính là 2 viên Day Beauty dành cho mẹ của Phượng. Đó. Và đây là 2 viên Day City dành cho Phượng. Đó. Mời mọi người vào buổi sáng nha. Nhớ rằng uống Day Beauty với một cốc nước ấm thật là to để nước nó sẽ trở thành chất dẫn, chất dung môi để giúp cho Day Beauty có thể giúp bạn có thể có được một làn da căng bóng chắc khỏe sớm nhất nha. Mẹ Phượng thực sự là rất hay bị ngại, định mãi mới lên video đấy. Đấy, cho nên rằng là ngày hôm nay là phải tranh thủ luôn, không là mẹ chuẩn bị lại về rồi. Và mọi người nhớ nhá, 2 viên Day Beauty mỗi ngày để giữ gìn thanh xuân. U50 hay U30 không quan trọng, quan trọng là bạn biết cách giữ gìn thanh xuân của mình như thế nào. Chúc các bạn luôn sáng, khỏe, đẹp và tươi tắn nhá. Tạm biệt.